Sắp Tết rồi, hãy cùng ngắm nam em trong bộ ảnh mới với ngàn hoa khoe sắc các bạn nhé. Nam em trong bộ áo dài cách tân, khoe bờ vai nuột nà, cùng mái tóc đen, ống ả. Ngàn hoa đua nở, càng tôn lên vẻ đẹp giản dị đậm chất miền Tây của nam em. Tết đến nơi rồi, ai cũng có nhu cầu làm đẹp. Trong chuyên mục Bạn hỏi nam em trả lời hôm nay, nam em xin giới thiệu với các bạn một phụ kiện không thể thiếu cho tất cả các cô gái, đó chính là son. Nam em viết, son là một phụ kiện không thể thiếu của tất cả các cô gái. Nam em cũng không ngoại lệ, nhất là dịp cuối năm, lễ hội. Nam em đặc biệt rất thích tìm mua các màu son nổi bật, quyến rũ. Trong số đó, nam em mới mua những thỏi son kem, nhưng lì cực mềm môi, mướt môi ăn uống không trôi lem nữa. Một dòng của Hàn Quốc nha mọi người ơi, bản màu phải nói quá xuất sắc. Yêu nhất là giá son sale không tưởng, nam em gửi mọi người tham khảo giá nha. Giá gốc là 590k một cây, giảm chỉ còn 299 một cây. Mua 3 cây chỉ còn 199 ngàn đồng một cây. Khi mua 2 set 9 cây, trên 1 set thì còn 149 ngàn nha các bạn. Các bạn hãy vào trang Facebook cá nhân của Nam Em để đặt mua những màu son yêu thích và cũng giống như Nam Em. Xin tươi đón Tết các bạn nhé. Mọi người hãy ủng hộ Nam Em. Nam Em hiện tại đã vui vẻ hơn rất nhiều, xinh đẹp và tự tin để quay lại con đường nghệ thuật. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.